chắc tay cúi khom cái lưng đầu gần xuống đầu gối, thả hai cái tay xuống, thả hai tay xuống, rồi, bắt đầu quỳ xuống, chồng hai cái chân kéo đằng sau, rồi dính cái đít lại cái mông, cứ đưa cái tay ra chạm vào đầu xuống đất, rồi ngửa bàn tay ra, nắm bàn tay lại, rồi úp bàn tay xuống, rồi kéo cái hai bàn tay xuống gối, kéo xuống gối, kéo xuống gối, rồi đứng chồng cái mông lên, thẳng cái đầu gối ra, thẳng đầu gối ra, rồi lên bắt đầu lại bắt ấn, bắt ấn, một, hai, rồi ngửa tay ra, nắm tay lại, úp tay xuống, kéo tay vô, tới cái gối, rồi chồng đứng cái mông lên, thẳng đầu gối ra, tay vẫn ở dưới đất, rồi lên, rồi bắt ấn, rồi ba, ngửa tay ra, nắm tay lại, úp tay xuống, rồi lên, bắt ấn, rồi lại, cúi xuống, đầu sát ngay đầu gối, rồi quỳ xuống, mông trọng có, đưa thẳng tay ra, đầu chạm đất, ngửa tay ra, nắm tay lại, úp tay xuống, kéo tay vào, lên, bắt ấn, tiếp tục, lại, xuống, rồi quỳ, mông chậm có, rồi thẳng tay ra, đầu chạm đất, ngửa bàn tay ra, nắm bàn tay lại, úp bàn tay xuống, kéo vô gối, rồi thẳng cái đầu gối đứng lên, tay vẫn gần đất, rồi lên bắt ấn, rồi lại cúi xuống, thẳng tay xuống đất, rồi quỳ gối xuống, rồi mông trọng có, thẳng tay ra, đầu chạm đất, ngửa bàn tay ra, nắm bàn tay lại, úp bàn tay xuống, kéo đầu, kéo hai tay vào sát gối, đứng thẳng đầu gối ra, ngay lên, bắt ấn, rồi, lại, cúi xuống, thẳng đầu gối ra, rồi quỳ xuống, mông trọng có, giữ tay ra, mông chạm gót, đầu chạm đất, ngửa tay ra, nắm tay lại, úp bàn tay xuống, rồi đưa tay lên, đứng thẳng đầu gối ra, đầu lưng vẫn cong, đầu vẫn cúi thấp, rồi lên, lại, thẳng tay ra, thẳng đầu gối ra, quỳ xuống, mông chạm gót, duỗi thẳng tay ra, rồi chán chạm đất, ngửa bàn tay ra, nắm bàn tay lại, úp bàn tay xuống, kéo vô, đứng thẳng đầu gối ra, lưng vẫn cong, đầu vẫn ở dưới, rồi lên, bắt ấn, lại, rồi thấp xuống, rồi quỳ xuống, mông chậm có, thẳng hai tay ra, rồi đầu chán chạm đất, ngửa bàn tay ra, nắm bàn tay lại, úp xuống, kéo lên đầu gối, đứng lên, thẳng đầu gối, đầu vẫn cúi xuống, rồi lên, bắt ấn, lại cúi xuống, thẳng đầu gối ra, rồi quỳ xuống, mông chậm có, duỗi thẳng hai tay ra, rồi chán chạm đất, ngửa bàn tay ra,
nắm bàn tay lại, rút bàn tay xuống, kéo tay vào, đứng lên, thẳng đầu gối ra, đầu vẫn cúi xuống, rồi lên phát ấn, lại, cúi xuống thật xa, thẳng tay ra, quỳ xuống, mông chạm gót, duỗi thẳng hai tay ra, chán chạm đất, mở bàn tay ra, nắm bàn tay lại, úp bàn tay xuống, kéo bàn tay vào đầu gối, đứng thẳng đầu gối lên, đầu vẫn ở dưới đất, rồi lên bắt ấn, rồi lại, cúi xuống, thả tay ra, quỳ xuống, duỗi thẳng tay ra, chán chạm đất, ngửa tay lên, nắm bàn tay lại, úp bàn tay xuống, kéo đầu gối, kéo vào đầu gối, đứng lên thẳng đầu gối, đầu vẫn cúi sát xuống, rồi lên, bắt ấn, thôi, sao thế khỏe không? Phải không? Như vậy thì chúng ta học cái bộ đầu rồi. Còn chữa tiểu đường này thì nhớ các bài tiểu đường chưa? Hít vào, thả đầu gối xuống, nhìn tôi trước. Rồi, thả đầu gối xuống, để chổng cái mông đầu thấp xuống đất, mông chổng lên trên, tay chỉ lên trời. Hít vào, rửa cổ, thở ra. Khi mình cúi xuống như vậy đó, thì máu nó xuống dưới cổ. Thấy cái đầu phải thấp hơn cái mông. Đứng thế này máu có xuống không? Nhưng mà quý vị thấy này, cái mông phải cao, cái đầu phải thấp này. Này quý vị thấy này. Đó, quý vị thấy cái mặt có đỏ không này? Cong. Thì quý vị thấy mặt có đỏ không? Như vậy là cái thời gian để cho máu bơm lên não thì không bị rụng tóc. Không bị rụng tóc. Mắt sáng. Mắt sáng. Tai thính. Thế tập các bác như vậy là chữa được cái gì? Vừa chữa được cái đau cái xương khu, vừa chữa đau cái xương khu. Thế chúng ta học rồi, bộ đầu học rồi, rồi cái lưng học rồi, lễ lại học rồi, đầu gối học rồi, lễ lại đầu gối đó học rồi, rồi vỗ đập chân, vỗ đập tay, dậm chân. Thế đã mất ngủ luôn chưa bị mất ngủ nữa, chưa bị mắt mờ, mắt kém, rụng tóc, mất trí nhớ. Nhưng mà tiền để đâu nhớ đúng không? Hả? Không ở đâu á hả? Thì cái bài gì biết không? Dậm chân phía trước. A Di Đà Phật, tại vì mình quay cong này. Quay cái hông này. Nhấc đầu gối. Quay hông này. Quay hông, quay đầu gối, quay cái chân này. Chân đi ngang cái ổn này, cái ổn này. Còn cứ về đi á, đây này, còn cứ về đi kinh hành á, bắt đầu chân nam á là đi chân trái, nam đi trái, và khi quý vị bắt đầu đi công là thật một lần thôi, thì quý vị là cắt tay, sau khi một lần xong rồi á, thì hai tay để thế này, bắt cái ấn thế này. Hai cái ngón cái chạm nhau chứ không có thế này nữa. Hai ngón cái chạm nhau thì nữ ngược lại, nam mà để này nhá, thì để cái đốt đó ha. Thầy như thầy đi cũng phải đấy, thầy giáo chữ nam á, à chữ A đó, cái nam nam ở đây này. Thiền hành mọi người đâu phải là thiền hành, tất cả thì tâm phải định như một chỗ. Mọi nghe đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Và khi đi á, lần đầu vừa đi tới Phật đó thì mình vẫn đứng thế này, sau khi bao Phật xong mình để này, nhưng mà lúc nào cũng phải là định, là nhớ cái chân,
nhớ cái chân. Thế nhưng mà con người á thể đi điệu quá nhé. Trời ơi, đằng xa đi xa quá rồi mà mình còn nhắm mắt ở đây, đằng sau thì kẹt một đấu. Rồi có người thế này chứ. Đâu có thề, thề là nằm ở dưới chân nữa mà. Thề là nằm dưới chân. Và phải nhìn cái người trước xa quá rồi mình còn nhắm mắt. Đằng sau kẹt một đấu. Nghe nè, nghe nè, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ai có máy đo thì cho tôi mượn trong này nè. Lấy cho tôi một cái ghế cho cô đừng ngồi đây. Trước khi mà cô này cô khai bình thì ông bác sĩ này á, không phải bác sĩ này mà ông bác sĩ này nè, ông mà khám bệnh họ, ông này là chuyên viên á, chuyên viên sử dụng máy áp huyết thôi chứ không phải, và ông này mới cho ra kết quả chứ. Và chờ ông này nhá. Như vậy là kể từ nay quý vị là tu luyện cái tánh, chứ không phải tu luyện cái thân. Cái thân là cái tướng thôi, còn cái tánh là phải sửa. Cho trí sáng tâm khai mà. Thì quý vị như vậy mới đọc kinh mỗi ngày, mới khai, mới sáng ra. Các tế bào nó sáng ra rồi nó cũng tha thứ cho mình tha thứ cho nó, mình bình đẳng với nó, đâu có cắn mình đau đớn đâu. Còn thân một chút xíu đau là đã vội vàng kiếm bác sĩ rồi, làm sao mà vãng sanh được? Rồi còn sợ chết nữa là đòi vãng sanh. Thuốc bổ sẽ được. Không, thuốc bổ đấy chứ. Thuốc bổ là cái việc vitamin B2. Không có chốc cái đó. Không có chốc cái đó. Ăn là rau dền. Thầy ghi nhầm. 131, 85, 79. Hả? Tay trái. Multivitamin hoặc là ăn rau dền, ăn rau khoai lang, ăn củ dền đỏ là những chất bổ máu đó. Ăn mộc nhĩ. Nào 150 bao nhiêu? 131 85 79. 31 cơ thầy, chứ không phải 35. Thầy chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Và chúng ta nhờ cuốn sách mà tu học đạo đó để cho trí sáng tâm khai, thì chúng ta học và sửa cái tánh đó, là nhờ cuốn sách mà cái thời kinh thứ ba đó. Cái cuốn sách này là cuốn sách thời kinh thứ ba này. Phật đã kể rõ cho mình bao nhiêu là những cái lỗi lầm của mình đó. Nếu mình dượt được bao nhiêu thì mình khá bấy nhiêu, mình thay lập được bản thể bấy nhiêu. Nếu mà ngày mai mà quý vị mà ở nhà khó thì quý vị đem theo nhé. Thì để cho những cái cuốn này, những gì là chưa khó thì mượn để học. Bây giờ không có dùng thuốc canxi dư rồi. 109, 81, 81, tay trái. Rồi, bây giờ cô ở bình cái gan. Tay trái thủ bao tử, cô ăn sai, cô chuyên môn ăn đồ sai, ăn đồ không có bổ. Thành ra cái tay trái của cô là tay trái có 109 là áp huyết thiếu thì không đủ máu. Cái máy đo huyết là máy đo cái khí và cái huyết trong con người không đủ máu. Thì chỗ nào không có máu nuôi thì chỗ đó trở thành tế bào căng xe. Vậy thì bây giờ muốn chữa căng xe làm sao? Ăn chất bổ máu. Và điều thứ hai đó, dáng đọc kinh. Để tay vào chỗ đó, mình niệm Phật thì khí nó chạy tới đó. Bởi vì khí của mình là cái quan trọng, khí không là mình niệm Phật đó. Khí chạy tới đó thì máu sẽ chạy tới đó.
Nhưng nếu độc mà có khí mà không có máu có chữa được không? Không. Như thế thấy ở mặt mày cô này thấy thấy là xin nhiều không? Một bên xanh một bên đỏ. Điều thứ hai nữa là chúng ta chỉ ăn mộc nhĩ đó là tan cái miếu đó. Mộc nhĩ nấm mèo đó. Này, bây giờ đây là một bằng chứng được cung vật cố sai lên có nói chuyện về một cái biểu giống như vậy. À, đứng lên nói đi. Xin lỗi là gia đình em thì bà chị cũng bị bướu, bướu gọi là cái cyst này, thì là bướu ở ngay buồng trứng. Nhưng mà đó thì cách đây khoảng 6-7 năm á, thì em bị đi, em không uống rượu bây giờ nhưng mà da đám cưới bị một chút coi như là hàng Tây nó không có nước nóng cho uống, cho nên là họ chỉ nói là uống ginger ale với lại cho một chút champagne cho khoảng 1 ounce thôi. Uống xong là ăn vào buổi trưa đó, ăn đám cưới buổi trưa thì chiều về đau bụng dữ dội đó, đau đớn vô cùng, phải vô cấp cứu thì chờ hồi người ta nói là bị bướu ở trong ngoài dạ, có thai ngoài dạ con. Hay là nhà con thì bây giờ đi chữa thì nó bắt ngày sau lại cũng chưa sao nữa, xong rồi bảo chắc chắn là có bướu, bảo tôi chưa có chồng làm sao có bướu được, tôi làm sao có con được, làm sao thai ngoài dạ con. Thì người ta mới báo cho ông bác sĩ gia đình, thì tuần tới ông bác sĩ gia đình nói là cô có một vấn đề quan trọng là cô bị bướu ngoài dạ con, phải đi mổ gấp rồi là sẽ chết. Bảo kêu bác sĩ ơi, em có bao giờ có chưa có chồng mà. Thế thì ông ấy nói vậy hả, vậy thì tốt, có việc tôi đưa cô đi bác sĩ ultrasound. Thì cái người bạn nói là cách đó 2-3 năm, người bạn đó là người bạn bên Mỹ đã bị cái bướu to như thế bằng quả cam, thì ăn liên tục cái phổ tai gọi là keo, tiếng Anh gọi là keo, KELP thì phổ tai, ăn liên tục, cứ ăn sống như vậy á, coi ngâm nước xong rồi sạch bằng nước sôi rồi. Thì em ăn nấm tai mèo ngay trước khi ăn cho sao á, là mỗi ngày ăn một miếng thôi, một hai miếng thôi, ăn giống như xà lách, ăn sống rửa sạch xong ăn sống. Thế là đến khi mà khám ông chẳng thấy cái bụng gì hết, cho nên là phụ nữ thường thường á mà bị xít ra là vì là khi mà có kinh nguyệt á, thì nhất là những người mà thiếu máu đó, thì nó spread ở trong bao tử, trong cái ổ bụng này, thì là vi khuẩn ở trong đó, nó tạo cái máu nó sinh sôi này, là có người ra cả mấy trăm cái trứng. Và chị em đã phải mổ bốn lần tất cả. Mà con gái nó bình minh thường thường ta giấu, người ta bảo là bị cắt lục dư, mà thật ra đó là bị bướu ở trong ổ bụng. Mà nhất là những người thiếu máu trước khi có kinh nguyệt rất là đau đớn, thì có mỗi lần mà ăn trước 2-3 ngày đó là không đau đớn nữa. Thì cái đó là chỉ cái kinh nghiệm thôi. Cái phổ tai màu xanh á, mà mình nấu chè nhãn dùng á, chè nhãn dùng á, chè nào á. Phổ tai có lá rong biển màu xanh, cái gọi là cái tai rong biển. Lá rong biển. Ở đầu nó bán là 90 cent một gói, dài mình ăn được một tuần lễ. Ra cái lá là chị hết, là nó lọc máu. Nó phải tập không phải. Nếu ép bối, cô ở nhà cô nào thì cô sẽ chỉ cho nhé. Rồi. Em chích B12 thẳng. Chích thẳng B12 với tôi. Chích thẳng B12. Hồi đó là những người nào bị press. Thầy, con bị press là hồi đó rất là vui vẻ mà thiếu máu quá. Thì bên Việt Nam cứ bị depress mà cứ thấy là mặt trời lúc nào cũng âm thanh vô là nhức đầu cùng khiếp dữ dội, muốn đặt đầu vào tường. Rồi mắt là cứ đau đớn, nhất là nghe âm thanh ở dưới trên lầu, ở dưới nhà ông chân anh chơi nhạc một cái là muốn điên lên luôn. Thì không hiểu tại sao, đi ông bác sĩ đó, ông giỏi, thế ông mới cho chích liên tục 12 mũi cc B12, mỗi ngày một mũi, xong hết một tuần. Rồi sau đó mỗi ngày, mỗi tuần một mũi thì là hết. Mà tự nhiên thấy người hưng phấn đời, yêu đời lắm. Thì ở nhà có cái gia đình là chuyên môn là bị thiếu máu như vậy. Xong rồi sao ở đây bác sĩ bảo cô chích B12 là gì, nói bác sĩ là chích cho em đi. Thế là mỗi tháng chích B12, người hưng phấn thoải mái, còn không uống là bị thật yếu. Đó, thành ra chúng ta thấy rất là tội nghiệp một số người cũng như giống như gọi là vô minh, chỉ chạy theo cái tên gọi bệnh của Tây y mà không biết rằng mình thiếu máu. Nếu mình chữa cái này chưa xong thì bệnh khác tới, thành ra mình cần phải máy đo biết để biết mình thiếu máu hay không. Nếu thiếu máu thì mình uống thuốc bổ máu làm cái đuôi, vào ăn những canh rau dền, củ dền, rau lang, những cái chất đó
với táo tàu, táo đỏ, nó là hợp chất của bộ máu, là xong mình tập khí công. Nhưng mà khí công của mình bây giờ thế này này, bây giờ quý vị đứng lên, tôi chỉ cho quý vị một bài. Nếu chúng ta đau ở chỗ nào đó thì cái ngón tay chúng ta để vào chỗ đó, đè vào đó. Rồi giờ quý vị niệm Phật theo tôi nhé, chúng ta niệm chừng 10 phút quý vị sẽ thấy rằng cơ thể nó sẽ khác ngay. Như thầy vừa nói là bây giờ chúng ta là khi công chúng ta giờ đi tập luyện cái gì cũng nói khi công tình độ dạ là khi tập tình độ thì vậy chúng con không phép hỏi là như vậy thì con có còn áp dụng được những cái phép trước đây mà thầy đổi đấy dạ. Những cái bài này thôi chứ không có các bài khác. Dạ. Chỉ những bài này thôi mà bệnh nhân tập là chính, mình là người đi hướng dẫn bệnh nhân tập là chính chứ mình không tập. Nhưng mà thấy họ sai mình sửa lại. Bây giờ này, bây giờ chúng ta chữa những cái đau trong cơ thể này. Thế như cô này đau ở cái chỗ nào, lấy ngón tay chỉ vào đó, đè vào. Nếu không đau, bây giờ không đau thì chúng ta muốn chữa cho khỏe để tăng cái công lực lên á, thì giữa xương ức với cái rốn này chia làm đôi, huyệt đó huyệt trung quản. Chúng ta lấy ngón cái ấn vào sâu, lấy ngón tay cái đè lên. À, bây giờ chúng ta giữ nguyên như vậy. Thì giống như đấy là chúng ta giống như là nếu ở nhà chúng ta qua mặt về hướng Tây, chúng ta đứng đó rồi còn đứng nghiêm chỉnh đó, rồi chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc 10 phút mà phải tập luyện hơi nhá, 5 hơi là 5 câu là 1 hơi nhá. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta niệm nhá, niệm cho đều nhá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A
sau mỗi một cái năm đó là nuốt nước miếng một lần thì tự nhiên nó ra cái nước cam lồ, thì không phải uống nước. Tôi đọc kinh mà nó ra nước miếng nhiều lắm, không phải uống nước. Tại cứ A Di Đà Phật, 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 để cái lưỡi nó gần ra cái môi thì nó ra thấm miệng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó bắt đầu làm nhá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ ha, quý vị nào có thấy rằng mình đọc như vậy là nó ra nước miếng không? Có. Có thấy bụng nó sôi không? Không. Không sôi à? Nhưng mà bụng giờ còn đau không? Có cứng không hay mềm? Mềm. Rồi mềm ha. Bây giờ mời quý vị á, đứng qua mặt về phía kia, qua mặt phía kia. Rồi quý vị á bắt đầu á, quý vị nằm xuống. Bây giờ chúng ta tập bài kéo ép gối thổi ra làm mềm bụng nào, nằm xuống. Nằm ngửa xoay lên đi. Rồi xoay lên nha. Hai tay cầm cái đầu gối bên trái nha. Bắt đầu nè, hai tay cầm đầu gối bên trái nè. Kéo vô bụng. Xả ra, thổi ra. Rồi buông lỏng cái bụng. Buông lỏng cái bụng, giữ nguyên tay, giữ nguyên cái đầu gối lại. Buông lỏng cái bụng xuống. Rồi, buông rồi chờ, rồi bỏ chân xuống. Rồi tới chân kia. Thổi, lần xả. Buông. Buông là buông cái bụng chứ không phải buông cái đầu gối. Cái đầu xuống rồi. Buông thả lỏng cái bụng ra. Rồi nghỉ, rồi bỏ chân xuống. Rồi đầu gối khác. Xả, thổi. Dũng lên đầu gối mà xả cái bụng ra, buông cái bụng ra. Rồi thả lỏng ra. Rồi. Rồi bỏ chân xuống. Rồi tới chân khác nè. Xả. Rồi thổi đó. Thổi. Rồi buông lỏng bụng. Rồi. Chờ. Nghỉ. Bỏ chân xuống. Rồi chân khác. Xả. Buông. Nghỉ. Xả. Buông lỏng. Nhưng mà tay vẫn giữ đầu gối. Tay vẫn giữ đầu gối. Rồi. Thả xuống thì. Không có hít. Kéo nè, kéo. Xả. Buông. Nghỉ. Kéo nè. Xả. Buông. Nghỉ. Rồi. Kéo. Xả. Buông lỏng bụng. Nghỉ, bỏ chân xuống. Kéo, xả. Buông. Nghỉ, bỏ chân xuống. Rồi. Kéo, xả. Nghỉ lại, thả lỏng cái bụng xuống. Buông lỏng bụng lên, nghỉ, thả chân ra. Kéo, xả. Rồi, buông, thả lỏng cái bụng xuống. Rồi, thẳng chân ra. Nghỉ, xả. Xả thổi ra. Nghỉ, buông, rồi nghỉ. Xả. Buông. 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 Nghỉ.
xá buông nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông buông lỏng bụng nghỉ, xá buông nghỉ, xá thổi buông lỏng bụng nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông lỏng bụng nghỉ, xá rồi buông lỏng bụng rồi thả đầu ra, xá buông nghỉ, 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 xá xá thở ra buông, thở buông lỏng bụng nghỉ, xá nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông lỏng bụng ra, buông nghỉ, xá 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 kéo vô buông nghỉ, xá thổ ra buông lỏng bụng nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông nghỉ, xá buông nghỉ, rồi rồi đứng lên. Cái bài này giúp cho tiêu hóa tốt này, giúp cho hạ áp huyết này, hạ đường này, chữa đau thận này, chữa đau lưng này, chữa đau đầu gối này. À, bài này giúp ngủ này. Thấy đàn cặp giống như là vô trong cái chỗ cái máy nhiều bít tông. Bài thứ hai, nhớ rằng tất cả không bao giờ chỉ ăn được mấy bài này thôi. Hai tay ở cái này, tay phải rất sức một chút, tay không phải lạy này, mà đưa thẳng tay lên phía trước mặt cái trời này, giống như dưng bông á, vứt lên này, vứt thẳng lên, rồi cùng một lúc vứt luôn cái đầu gối lên. Chứ phải đá chân, mà vớt cái đầu gối lên tới ngực. Thế gọi là bài kéo cái gối lên ngực. Nè, đi ạ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật
ngoài miệng hai ta đến trên đó, thả lỏng vai, khí lên thì niệm thầm A Di Đà Phật cứ cho lên đầu, cho khí từ bụng lên đó, tựa rốn lên đầu, đang thở đó, thì đó tức là mình đang thở đó, đang là Phật lên ra ngoài ra, ra luôn ngoài, ra luôn ngoài. Thì thấy người nóng chưa? Người nóng chưa? Mỡ là... mỡ chảy ra chưa? Rồi. Có sợ cholesterol không? Không phải không? Phải ha. Rồi bây giờ chúng ta lại 10 lần nữa nha. Đó những cái chắc là những cái bài phúc đông đó. Nào bây giờ tập cái lưng trước nè. Thầy người mặc hai blood pressure có làm được không? Được hết á. À, thì mình tập đủ vai mà. Nè. Hít vào. Thắt lên nè. Trái, hai. Trái, ngay lại. Thở ra. 1 2 thở ra 3 rồi 4 à, thế là eo nhỏ lắm rồi đó, vòng số 3 là nhỏ rồi đó. Hít vô phải trái ngay thở ra, hít vô phải trái thở ra, hít vô phải trái thở ra. À, bây giờ chúng ta lại 10 cái ha, bắt đầu nè, bắt đầu nè, rồi bắt đầu nè. Chắp tay, cúi xuống, cái đầu sát đầu gối, thẳng tay ra. Ê, chưa. Tức là quỳ, cái đầu, cái cúi ngang đầu gối, rồi quỳ xuống. Xóc cái chân lại, mông chạm gót, giữ thẳng tay ra, rồi đầu chạm đất. Thở ra nha. Khi mà, anh kiểm soát thở ra nha. Ngửa tay, nắm tay, úp tay, kéo tay vô, rồi hít rồi đứng lên. Cái đầu vẫn cúi xuống thế này. Đấy. Bắt ấn. 2 mở tay, nắm tay, úp tay, kéo vô. Hít rồi đứng lên. Bắt ấn. 3 4 nhẹ tay, nắm tay, cúi tay, kéo vô, hít vô, đứng lên, ba đấn, 5 cúi thẳng xuống, rồi quỳ xuống, thẳng tay, chạm, trắng, ngửa tay, nắm tay, cúi tay, rồi kéo vô. Hít vô. 6 1 quỳ xuống. Thẳng tay. Chán chạm đất. Ngửa tay, nắm tay, cúi tay, kéo vô. 7 10
nhớ chưa? Nhớ thầy. Còn cái bài đọc vỗ đập chân nhớ chưa? Mồ hôi nhiều. Mồ hôi nhớ rồi ha. Đập chân 16 thôi á. Ờ, đập chân hả? Chân 16 á, chân 16 thôi chưa? Chân 16 nào? Chân 16 nào bây giờ nè, ra phía trước tôi nhá. Nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sau thì đập gót nha, nhấc chân lên, đập gót này, đập gót thôi, nhấc chân, đập gót là sao? Rồi, đập đổ chân, đập gót, đổ chân, đập gót, và quay người sang trái sang phải, quay người sang trái sang phải. Này, đây, 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 này, đứng ngang này, đứng ngang luôn này, này, đập chân quay người, rồi quay lại, rồi đập chân, rồi, rồi đúng rồi, này, bắt đầu làm nha. Phiền não không cùng thần
lần một ngày 2 lần thì được 10.000 lần.